Nhà mình cả nhà mình khỏe không? Cả nhà khỏe không? Cả nhà ăn cơm chưa? Chào, dạ chào bé Hoa nha, chào BDB Hoa. Bởi vì Hoa nhìn dễ thương quá cho nên lúc nào cũng thấy giống như là trẻ hơn mình. Em chào chị Hoài Yến nha, chào Thu Hằng, chào Ngọc Thơ. Ngọc Thơ hay Ngọc Thọ gì cũng không biết nữa. Chào Kim Dung. Mình anh mời tất cả các anh chị, mình có thể mở cam được thì các anh chị mở cam. Tụi mình giao lưu đầu giờ tí xíu các anh chị. Các anh chị ăn cơm hết chưa? Anh chị nào mình mở cam được mở cam với mình anh nha. Chào chị Hà. Chào cô Hà. Cảm ơn Hằng. Tuần vừa qua mình học cái lớp gì, cái nhà nhắc lại cho năm nhớ được không? Cái nhà chat ô chat gì ạ? Buổi một là hồi tuần rồi đó Hằng, hồi tuần rồi em hỏi nhiều lắm mà. Chắc là do hồi tuần rồi mình không để buổi một cho nên là mình không không nghĩ hồi tuần rồi là buổi một đúng không? Hồi tuần rồi là chủ đề gì, ai nhớ nhắc lại cho anh nghe với. Cả nhà mình chat nha. Hồi tuần rồi mình học cái gì các anh chị nhớ không? Có anh chị nào hồi tuần rồi học ngày thứ ba không? Mình anh nhớ là có chỗ chị M3 Trương Nguyễn, chắc cái phần sau mới là tên của chị đúng không? Tại vì phần trước nó dài quá cho nên là nó mất luôn cái phần sau rồi. Em không thấy được cái tên phần sau của chị luôn. Cho nên nếu mà được thì chị comment vô chat giúp em là chị tên gì để sau này em thấy cái nick này là em gọi đúng tên của chị nha. Hồi tuần rồi là mình học cái gì các anh chị? Mình gõ vào ô chat chứ còn anh với. Em chào chế, chào chế nha. Chế chào chế nha. Hồi tuần rồi mình học cái gì các anh chị? Gõ vào giúp Quỳnh Anh với nè. Bữa nay cái bài hôm nay là nó sẽ có một chút xíu liên quan tới hồi tuần trước. Nhưng mà anh chị nào mà chưa học tuần trước, bữa nay mình học tuần này mình cũng có thể theo kịp. Nhưng mà hồi tuần trước nó cũng rất là... Hồi tuần trước nó cũng rất là quan trọng. Các anh chị có làm bài tập của tuần trước không? Nếu như anh chị nào có làm bài tập của tuần trước thì mình gõ số 1 vô thôi, gõ vô chữ có giúp mình anh đi. Xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu, đúng rồi đó. Xây dựng bộ bộ nhận dạng thương hiệu và các anh chị có tạo được content để mình đi content đúng bộ bộ nhận dạng thương hiệu của mình không? Thứ nhất là bộ nhận dạng theo Robby, thứ hai là theo Fujina và thứ ba là theo theo cá nhân của mình. Các anh chị có làm bài tập không? Vậy hả chị? Hay là không được hả? Chị M3 Trương Nguyễn Phạm Thị gì chị gọi cái tên của chị vô chat cho em, gọi cho đúng đi chị. Tại vì âm thanh mà nghe dễ thương nhất là âm thanh được gọi tên của mình đúng không? Cho nên chị cho em được gọi tên của chị là đúng nha. Chị tên Phú. Dạ. Em chào chị Phú. Sau này em thấy cái nick này là em biết rồi, em gọi chị Phú. À, lịch cố định của Fujina là tối thứ ba hàng tuần là học thực chiến với Huỳnh Anh. Còn chủ đề á, thì tùy theo nhu cầu của học viên, của đối tác như thế nào thì anh sẽ trình cái lịch đó với Fujina. Còn tối thứ sáu là lịch cố định đào tạo sản phẩm của Fujina, của BDB. Cho nên là một tuần cố định là chỉ có 2 ngày như vậy thôi.
Còn những cái khóa mà Turina tổ chức cho các anh chị á, thì cái đó là sẽ được thông báo vào từng cái nhóm riêng, cho nên là các anh chị mà theo nhà Fujina đó thì các anh chị hãy cố gắng nắm lịch nha các anh chị. Lịch là luôn luôn được gửi trong nhóm, cho nên các anh chị mà đã tham gia cái nhóm của Fujina đó thì mình bật thông báo lên, mình đừng có tắt thông báo của cái nhóm đó nha các anh chị. Anh chị nào mà đang tắt thông báo của nhóm Fujina thì mình nhanh tay mình bật thông báo lên đi các anh chị. Bởi vì Fujina là rất là ít xì bam vô trong đó, cho nên các anh chị hãy hãy yên tâm, mình mà nhận được thông báo thì tức là thông báo đó chính là thông báo mình cần thiết. Cho nên các anh chị bật thông báo của nhóm Fujina hết lên giúp mình anh nha. Rồi bữa nay là như là cái thư mời mà các anh chị nhận được trong nhóm của Fujina đó, thì bữa nay chúng ta sẽ học là cái gì ta, để Hồng Anh đọc lại cái thư mời nha. Đó là tạo video AI trong vòng 5 phút. À, cô Hà ghi chép lại mà cho con được giao lưu với cô Hà một chút nha. Mời cô Hà mở mic. Chào cô giáo. Dạ con cảm ơn cô đã luôn luôn học hành chăm chỉ. Kịp cô giáo ơi, mới đang học mà đang làm bài số 2, bài số 2 mà trang trí số với lại chat với DBB, đang đang làm chat với DBB để tạo ra cái gì không được, có hướng dẫn nó chịu đấy, giờ vô học rồi nhảy vô học đã, từ cái đó để sau. Dạ. Nói chung là mình có tinh thần, mình có sự sắp xếp cho cái chuyện học của mình là tốt rồi. Thì á, nếu như mà cô vướng chỗ nào á, thì cô cứ hỏi trên nhóm. Nếu mà cô nhắn cho con mà cô không thấy con trả lời thì cô cứ nhắn trên nhóm, thì tất cả các anh chị mà đã làm được á, các anh chị sẽ hỗ trợ cô nha. Vâng. Con rất là trân trọng tinh thần học hỏi của cô Hà. À, nói chung là bây giờ mình mới bắt đầu vận hành máy tính, mới tập vô máy tính làm nó chậm lắm, nhưng mà vẫn có thằng con nó ngồi bên cạnh, nó hướng dẫn là bài học của cô này, hướng dẫn là con coi lại video rồi con hướng dẫn cho mẹ làm với. Còn cái bài mà xây dựng thương hiệu, bộ nhận dạng thương hiệu đó cô chưa kịp làm, bây đang mới học lấy cái bài hôm nay thôi, chưa xong. Vậy thì bây giờ ngay tại cái giây phút này cô Hà với tất cả các anh chị đã vô Zoom thì mình tạm thời mình quên hết các buổi Zoom trước giùm em nha. Mình chỉ Đúng tập trung rồi. vào buổi Zoom ngày hôm nay thôi. Bởi Đúng vì buổi rồi, Zoom ngày hôm nay là một cái buổi Zoom độc lập. Nó Rồi, rồi. sẽ hỗ trợ cho các buổi Zoom trước nhưng mà nó cũng sẽ đồng thời nó tạo ra cái kết quả độc lập luôn. Cho nên Rồi. mình tập trung bữa nay, mình làm được tốt bữa nay là mình sẽ xong việc bữa nay. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái kiến thức của bữa nay mình lại học lại những cái buổi trước Rồi, nha. rồi, rồi. Tất cả chúng ta thống nhất như vậy nha, để không thôi là bữa nay mình cứ lăn tăn là buổi trước mình làm chưa được, bữa nay mình cứ không có tập trung thì mình rất là uổng 2 tiếng đồng hồ ngồi với Hoàng Anh nha các anh chị. Rồi Còn gác thôi lại cô hết bài Hà. bài tập hôm trước của bữa đó làm sao đi, bữa nay mình tập trung học cái chương trình này hôm nay đã. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi bây giờ chúng ta Video bắt thôi đầu. thì cô biết được làm rồi, cô quay vào điện thoại rồi cô làm, cô được hưởng cái marketing hồng đồng mấy mấy bài luôn á. Nhưng mà có cái bây giờ làm video mà cắt ghép rồi qua cắt cút với lại Canva cô chưa làm được. Dạ, thì bữa nay mình sẽ làm nó đơn giản hơn nhiều luôn cô. Rồi. Dạ, Chứ còn hãy cô thì chịu khó học lắm, marketing không đồng là 2 khóa 13 14 là cô được 3 phần thưởng, 3 phần thưởng của buổi 3, buổi 4, buổi 5, nhưng mà đến học khóa thứ 14 cô mới được chứng nhận của marketing không dạ. Rồi đồng. bữa nay hãy tự chúc mừng cho chúng ta đã có một buổi tối siêng năng ngồi học với Huỳnh Anh nha. À, trước Rồi. khi vào buổi học thì em cũng gửi lời cảm ơn các Chúc anh mừng. chị đã dành thời gian tham gia buổi Zoom của Fujina. Em gọi là tham gia chứ không phải là tham dự, là bởi vì trong cái buổi Zoom này các anh chị phải làm. Các anh chị sẽ làm và làm theo em. Các anh chị hãy có mặt, gọi là có mặt 100% với cái buổi học của mình nha các anh chị. Cái điều nào mà các anh chị biết rồi thì các anh chị cứ ngắm những người khác làm để mà mình cầu mong cho họ sẽ nhanh tiến bộ giống như mình. Còn điều gì mà các anh chị chưa biết thì các anh chị hãy dành thời gian thật sự tập trung để mà làm chung với những người khác trong Zoom. Giống như là chung với em nha. Em cũng chỉ là chia sẻ thôi chứ không phải là dạy cho các anh chị đâu. Cho nên là những cái điều mà em
chia sẻ thì nó cũng rất là gần gũi để cho các anh chị học được, làm được, và sau này là sẽ yêu thích để làm luôn á nha. Bây giờ em xin được bắt đầu ha. À quên nữa, cho nên là thôi bây giờ là 7:53, em sẽ dành 2 phút, để dành 2 phút cho các anh chị chuẩn bị nha. Một á, là các anh chị á, chưa có giấy bút hoặc là chưa có nước thì các anh chị có 2 phút để làm chuyện đó. Còn các anh chị nào mà có giấy bút có nước rồi thì các anh chị có 2 phút để mà gửi cái đường link Zoom này cho đội nhóm của mình nha các anh chị. 7:55 là chúng ta sẽ bắt đầu vào buổi học nha các anh chị nha. Trong thời gian chờ các anh chị khác vào Zoom, chờ đến 1 phút nữa thì các anh chị nào mà chưa vào nhóm của nhóm hỗ trợ của em thì các anh chị hãy quét mã vạch này. À em xin lỗi, nhầm rồi. Quét mã vạch này nè các anh chị. Dạ, để em copy ra. Các anh chị hãy quét mã vạch này để vô nhóm hỗ trợ nha, để lỡ mà sau cái Zoom học á mà mình có điều gì mình không hiểu á thì mình còn nhóm hỗ trợ để mà mình hỏi hoặc là mình học tập từ những anh chị khác nha các anh chị. Trong thời gian chờ đợi thì mình vào nhóm Zalo giúp em nha, mình chỉ còn có vài chục giây nữa thôi, các anh chị mình nhanh tay lên ha. Rồi em tắt màn hình nha. Em tắt màn hình xe. Bây giờ em sẽ cho các anh chị xem cái video mà em mới vừa làm trước khi là em vào cái buổi Zoom của chúng ta. Bốn điều người. Các anh chị có nghe âm thanh không? Có nghe âm thanh của video không? Có thì các anh chị gọi chị có giúp em nha. Cao huyết áp cần tránh khi chuyển mùa. Chuyển mùa là thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Tránh thay đổi đột ngột nhiệt độ vì có thể gây ra phản ứng tiêu cực cho người cao huyết áp. Nhiệt độ thay đổi thất thường làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Tránh căng thẳng quá mức vì căng thẳng là yếu tố hàng đầu gây tăng huyết áp đột ngột. Thay đổi thời tiết và môi trường dẫn đến lo âu, mất ngủ, dễ gây tăng huyết áp. Tránh chế độ ăn uống không lành mạnh với thực phẩm nhiều muối và đường dễ gây cao huyết áp. Tránh lười vận động, lười vận động có thể dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì và làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Việc duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, phù hợp với điều kiện thời tiết để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Các anh chị nào mình phát hiện là cái video vừa rồi bao thời lượng bao nhiêu không? Bao nhiêu phút không? Hay là bao nhiêu giây không? Các anh chị nào thấy không? Các anh chị nào thấy thì mình gõ cái số giây mà mình biết. Em xem lại nha. Bốn điều người cao huyết áp cần tránh khi chuyển mùa.
Chuyển mùa là thời điểm cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Tránh thay đổi đột ngột nhiệt độ vì có thể gây ra phản ứng tiêu cực cho người cao huyết áp. Nhiệt độ thay đổi thất thường làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim. Tránh căng thẳng quá mức vì căng thẳng là yếu tố hàng đầu gây tăng huyết áp đột ngột. Thay đổi thời tiết và môi trường dẫn đến lo âu, mất ngủ, dễ gây tăng huyết áp. Tránh chế độ ăn uống không lành mạnh với thực phẩm nhiều muối và đường dễ gây cao huyết áp. Tránh lười vận động, lười vận động có thể dẫn đến tình trạng thừa cân, béo phì và làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Việc duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, phù hợp với điều kiện thời tiết để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh. Bao nhiêu giây các anh chị? Em thấy có hai chị. Dạ ba, ba anh chị. Còn ai nữa không? Thu Hằng 10, Hải Yến và 46, Bô Pha 45. Bao nhiêu giây các anh chị? 45, 48, 23, 46, 50. Một năm cảm ơn các anh chị. Tuy nhiên, thời lượng chính xác của video là 46 giây. Thời lượng chính xác của video là 46 giây. Thì 46 giây hay là 50 giây hay là 23 giây thì tất cả đều là dưới 1 phút. Và hôm nay là chúng ta sẽ làm một cái video bằng AI y như vậy, dưới 1 phút nha các anh chị. Dưới 1 phút thì các anh chị hãy hình dung là dưới 60 giây, có nghĩa là tối đa phải là 59 giây. Chứ không phải tối đa là 1 phút đâu nha các anh chị, dưới 60 giây nha. Có nghĩa là mình hình dung trong đầu là mình làm video ngắn bằng AI chỉ dưới 5 chỉ dưới 60 giây là tối đa 59 giây. Mình hãy nhớ trong đầu mình là 59 giây thôi các anh chị nha. Nhớ trong đầu là như vậy cho em. Bởi vì á, có một số cái nền tảng á, khi mà các anh chị á, đăng cái video lên á, là nó sẽ có một cái nó sẽ có một giây nó kéo ra và một giây nó cắt vô. Thì ví dụ như á, YouTube á, YouTube Short á, là khi các anh chị đăng video lên thì nó sẽ kéo dài ra một giây. Cho nên á, là nếu như 59, các anh chị làm 59 nó kéo dài ra một giây thì nó thành 60, thì nó đúng 1 phút. Còn nếu như các anh chị làm 1 phút là 60 giây thì nó kéo dài ra là 61 giây, thì nó sẽ dài hơn 1 phút thì nó sẽ không tính là short nữa mà nó tính qua video thường. Còn bên TikTok á, thì khi mà các anh chị đăng lên nó sẽ kéo ngược lại 1 giây, có nghĩa là 59 giây thì còn 58 giây thôi. Cho nên là lúc nào cái giây mà 59 là giữa giây 58 với giây 59 là các anh chị phải để là cái độ đó, cái độ delay. Có nghĩa là một giây đó là chỉ là một giây để cho video ngưng thôi, chứ không có nói đến cái từ cuối cùng mình nói đến 59 giây thì nó sẽ bị ngắt lời của mình. Các anh chị hình dung nha. Cho nên là mình hãy chat vô chat giúp em là 59 giây, 59 giây. Các anh chị chat như vậy đi cho mình nhớ các anh chị là mình chỉ làm tới 59 giây mà thôi. Dạ 59 giây. Mình hiểu từng giai đoạn nha các anh chị ha. Hiểu từng giai đoạn như vậy cho mình làm tới đâu đó là mình biết là mình đang làm cái gì và tại sao mình phải làm như vậy nha. Rồi em sẽ bắt đầu á, bữa nay á thì em sẽ đi vào thực chiến luôn, em không có slide các bước. Cho nên là em nói tới bước nào là các anh chị phải chịu khó, các anh chị ghi xuống tập. Cái bước của nó cũng rất là ngắn thôi. Thực ra là em cũng đã có chia sẻ trên nhóm của mình cách đây mấy bữa đó. Để em mở lại cho các anh chị nha. Các anh chị nào mà không nhớ thì các anh chị vào nhóm các anh chị chụp lại. Hoặc là để bây giờ để em share, chúng ta sẽ có 30 giây để chụp lại. Các anh chị nên chụp lại để mình biết thôi. Còn cái lúc mà em hướng dẫn các anh chị thì các anh chị phải tự ghi lại nha. Phải tự ghi lại để nhớ. Đây, để em xem. Các bước này á, là nó tinh gọn trong lúc mà em làm á. Em làm, khi mà em làm nó sẽ có rất là nhiều bước mà nó đệm á, thì nó sẽ bị dư ra. Nhưng mà sau khi mà em tinh gọn được thành các bước như vậy thì tức là nó đã rất là chuẩn rồi. Cho nên mình cứ theo như vậy mà mình làm thôi là được. Rồi các anh chị chụp cái phần này nè, các anh chị các bước này nè. Đó các anh chị chụp cái phần này giúp em nha. Anh chị nào mà không chụp, mà không chụp thì mình có trong cái nhóm của Zalo này là các chị vào, các chị copy ra cũng được. Rồi em tắt màn hình xe nha. Bây giờ mình sẽ vào bước 1 các anh chị. Mình sẽ vào bước 1.
Bước một là mình đăng ký ha các anh chị, là mình đăng ký là mình phải vào cái đường link này để mình đăng ký. Tại sao em hướng dẫn cho các anh chị vào cái đường link này? Có rất là nhiều phần mềm để chúng ta tạo video AI, nhưng mà sau khi mà em dùng nhiều phần mềm á, em dùng nhiều trang web á, thì em thấy đây là cái trang web mà nó tạo, thứ nhất là giọng nói chuẩn, thứ hai là cái hình AI của nó generate cho mình á, nó tạo cho mình á là cũng là tương đối đẹp, không có bị trùng lặp, phong phú dồi dào. Và cái thứ ba đó là mình sẽ download cái video đó được, tại vì một số cái tài khoản mình sử dụng mà miễn phí á, mình sẽ không download video được, mà nó chỉ cho mình tạo thôi, nó bắt mình nạp tiền nó mới cho mình download. Còn cái tài khoản này dù là mình cũng là tài khoản miễn phí nhưng nó cho download được, nó chỉ giới hạn mình là số phút sử dụng thôi nha. Các anh chị vào đi giúp em nha. Các con chị nào không vào được, em gửi qua cái Zalo rồi đó, các anh chị vào Zalo, các anh chị copy cái đường link đó, các anh chị mở lên nha. Đây em sẽ share màn hình. Các anh chị ghi vào vở giúp em là bước 1 vào Flyky. Bước 1 là vào Flyky nha các anh chị. Bước 1 là vào cái trang này nào, Flyky.ai. Đó, vào được cái màn hình này nha. Đây là bước 1 thôi. Rồi bước 2 mình làm gì? Đăng ký tài khoản với Gmail. Bước 2 là đăng ký là sign up. Cái nút màu hồng này nè các anh chị. Đăng ký với Gmail nha. Gmail có nghĩa là cái email này, cái Gmail này các anh chị cũng login sẵn trên máy tính của mình rồi, thì các anh chị đăng ký mới được. Bởi vì nếu mà các anh chị không login sẵn á, nó sẽ gửi OTP về. Nó gửi OTP về xác nhận thì các anh chị lại phải lụi cụi các anh chị đăng nhập Gmail nữa thì nó mất công. Ví dụ các anh chị chưa đăng nhập Gmail thì các anh chị hãy đăng nhập trước đi, rồi chúng ta hãy vào Blinky. Rồi em đăng nhập bằng Gmail nha. Bước này nha các anh chị, cái nút đầu tiên nha. Chúng ta sẽ chọn tài khoản, em sẽ chọn cái tài khoản của em là tài khoản cuối cùng, còn các anh chị chọn tài khoản của các anh chị nha. Sau khi chọn thì mình sẽ bấm nút tiếp tục. Rồi, rất là đơn giản các anh chị, là mình có được cái tài khoản của Flyky rồi đó. Anh chị nào làm được tới bước này, tới cái cửa sổ này rồi, hoặc là anh chị hiểu tới cái cửa sổ này cho em số 1. Em số 1 nha các anh chị. Để em biết các anh chị kịp mình sẽ đi đi nhanh. Dạ được cô, Gmail chung với shop được. Rồi. Tiếp theo nữa này nha các anh chị, mình sẽ qua bước 2 nha. Bước 2 là mình đăng ký tài khoản rồi, mình qua bước 3. Bước 3 các anh chị ghi xuống giúp em nè. Vào cái chữ new file, tại cái giao diện này là không, nó không có tiếng Việt. Nó không có tiếng Việt cho nên sẽ hơi khó khăn một chút xíu cho các anh chị không rành tiếng Anh. Thì em đã có ghi chú là vào cái nút new file nè, là cái nút màu hồng này nè các anh chị. Nha, vào nút new file xong rồi á là mình sẽ chọn video nha các anh chị. Bởi vì mình muốn tạo video, mình sẽ chọn video nha, mặc định là nó chọn video rồi. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ bấm vào cái ô đó đó, là mình sẽ cái chỗ ô file name nè, ô file name này nè, mình sẽ đặt tên cho cái video của mình. Ví dụ như á, em muốn làm sản phẩm, em muốn làm sản phẩm gì ta, em muốn làm sản phẩm audio đi ha, cardio đi. Cardio, em muốn làm cái sản phẩm về cardio nha. Mà sản phẩm cardio một sản phẩm thôi thì mình sẽ rất là nhiều, làm rất là nhiều video để mà mình nói tới nhiều cái vấn đề khác nhau của cái sản phẩm này, cho nên là tạm thời em sẽ để cái tên là cardio 1. Được chưa? Để mai mốt em làm một cái sản phẩm, một cái video khác về cardio thì em sẽ để cardio 2 và cardio 3, cardio 4. Các anh chị hình dung tới đây ha. Rồi, language nè, ngôn ngữ thì mình là để tiếng Việt nha các anh chị.
Để tiếng Việt rồi, ở đây Starwit nè. Starwit ở đây là mình sẽ để cái chữ script cho em nha. Tại vì mình sẽ tạo video từ một đoạn văn, cho nên là mình sẽ để script, script tức là đoạn văn đó các anh chị. Rồi mình submit ha. Ở đây là video 96 là đúng rồi. Còn nếu như mà anh chị nào mà muốn tạo cái kích thước khác thì các anh chị tự chọn, nhưng mà mặc định là nó để 96 để cho mình nó là tạo video ngắn phù hợp với các nền tảng. Theo xu thế bây giờ là 9:16 rồi, mình submit cho các anh chị. Tới cái chữ submit này á, là mình mới xong có bước 3 thôi. Rồi các anh chị nào làm được tới đây hoặc là hiểu tới đây rồi cho em số 2. Ủa giao diện của anh Đức giao diện tiếng Việt luôn rồi hả? Hay là anh dùng cái dịch của Google vậy? Dạ chị Phú ơi, chị cần giúp gì? À có sẵn tiếng Việt hả? Vậy là chúc mừng nha. Em chỉ chị lại bước 3 đi Quỳnh Anh, chị vừa có khách cái chị chạy chị nghe không kịp. Rồi em chỉ lại bước 3 cho các anh chị nào mà không kịp kịp rồi thì chịu khó chờ chị Phú giùm em một chút nha, em làm lại bước 3 nha. Em xóa cái này đi. Delete. Rồi đây em làm lại bước 3. Bước 3 là chị đọc nè, vô new file đúng không? Rồi em. Đó, new file thì ở trên cái màn hình mình nó có cái chữ new file màu hồng đây nè chị. À, rồi em. Rồi. Đó, sau khi chị bấm vô cái nút đó thì nó sẽ ra cái cửa sổ nhỏ nhỏ này. Ừ, Cái rồi. ô mà file name này nè, mình sẽ À. đặt tên. Mình muốn làm cái gì thì mình đặt cái đó. Ví Rồi. dụ như em muốn làm sản phẩm cardio thì em đặt cardio 1. Rồi, ngôn ngữ thì là tiếng Việt nha. Rồi á, là kích thước thì là 9:16 là đúng rồi. Còn Star Width này nè, mình sẽ chọn script. Một số người á, hoặc một số màn hình nó sẽ ra cái đầu tiên là ID. ID chứ, idea. Còn một số là sẽ cho script. Thì mình chọn script giúp em nha. Ủa Rồi. sao chị không có cái đó ta? Nó có ghi là ý tưởng là mở À. ngoặc nhở. Vậy thì cái ở dưới đó chị, cái ở dưới cái ý tưởng đó. Kịch bản á hả em? Dạ rồi, đúng rồi, kịch bản á, đoạn văn đó chị. Rồi Rồi bấm nút chị cảm submit. ơn. Rồi. Vậy là một số anh chị là có giao diện tiếng Việt luôn, thuận lợi quá ha. Giao diện em nó bị tiếng Anh. Rồi ok, Hằng cũng được rồi nè. Rồi ok, nộp. À chưa nộp, bắt đầu kịch bản nha. Kịch bản thì mình sẽ làm cái gì? Kịch bản á, thì cái kịch bản ở đây á, là một cái đoạn văn mà mình nói về sản phẩm, nói về vấn đề, nói về những cái thông tin của sản phẩm. Đây không phải là một cái video bán hàng, cho nên mình hạn chế mình không nói về sản phẩm nha các anh chị. Cho nên á, là cái đoạn văn này thường á, là em sẽ lấy trong cái nhóm content. Em sẽ lấy trong nhóm content của VDB. Thì em sẽ stop share cái này nha, em share lại. BDB đâu rồi ta? Content feedback đây rồi. Đây nè các anh chị, em sẽ lấy cái content ở trong cái nhóm này của BDB nè. Đó, thì em thấy cái content mới nhất là em làm thôi. Tại vì các anh chị hãy tạo cái thói quen là mỗi ngày mình đều làm content. Cho nên đó là cái mặc định là cái content phía trên này là mình làm xong rồi. BDB gửi content mới vô thì mình làm cái content mới nhất thôi nha. Thì cái content này hồi nãy em cũng làm mẫu rồi nè. Bây giờ em làm lại cho các anh chị xem. Thì á, các anh chị đọc nè. Từ đây cho tới xuống đây là những cái thông tin tư vấn về sản phẩm. À, không phải, tư vấn về sức khỏe cộng đồng. Còn ở dưới đây nè mới là thông tin về sản phẩm nha. Cho nên là mình sẽ không làm về sản phẩm nha các anh chị. Mình sẽ làm về sản phẩm nhưng mà giai đoạn sau. Còn giai đoạn đầu mình chỉ nên làm về thông tin của sức khỏe thôi. Thì mình sẽ lấy từ đây cho tới đây. Em sẽ copy. Copy đoạn này thôi nha. Các anh chị hình dung tới đây rồi không? Hình dung tới đây rồi thì các anh chị sẽ qua bước tiếp theo. Em copy share lại. Em share toàn màn hình quá. Share toàn màn hình cho dễ đi qua đi lại cửa sổ. Rồi sau đó là em sẽ qua cái cửa sổ hồi nãy của script này nè. Em dán vô.
Tới đây anh chị nào hiểu rồi thì cho em số 2. Hiểu rồi hoặc là làm được theo em luôn cho số 2. Cái này trên điện trên máy tính đó, Uyên Uyển ơi, trên điện thoại thì chắc giao diện nó sẽ khác á. Mà cái này nó nhiều bước quá cho nên là chị dùng điện thoại chị không quen cho nên chị dùng máy tính. À, hot ơi, hot gỡ giúp chị vào ô chat cái nhóm content của BDB đi hot ơi. Rồi bây giờ các anh chị hãy hình dung đây nha. Có nghĩa là cái đoạn văn này nè, mình hãy hình dung là mình copy vô cho con AI đó đọc. Cho nên á, là mình sẽ xóa hết các icon đi nha các anh chị. Xóa hết các icon đi. Tại vì cuối cùng nó sẽ đọc gì nè, gạch 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 gạch, đúng không? Nó sẽ đọc vậy đó cho nên mình xóa luôn nha. Mình chỉ để chữ thôi. Xóa icon luôn. Rồi xóa icon. Rồi xóa icon. Các anh chị xóa theo em đi, các anh chị cứ lấy cái bài mới nhất của BDB rồi các anh chị xóa theo em đi. Còn anh chị nào mà chưa làm những bài trước á, thì mình sẽ làm sau, mình về nhà mình làm sau nha. Rồi xóa icon hết rồi đó các anh chị. Thì các anh chị hãy hình dung như vậy nè. Cứ một đoạn như vậy nè, nó sẽ chuyển cho mình một cảnh. Một đoạn như vậy nó sẽ chuyển cho mình một cảnh. Và cái chữ, nếu như mà video mình có chữ thì cái chữ nó sẽ rất là dài ở trên cái khung cảnh đó luôn. Cho nên mình phải ngắt ra. Mình ngắt ra nha các anh chị. Cứ một đoạn như vậy mình cho hai dòng là tối đa rồi. Không có cho nhiều hơn. Rồi tiếp theo đây. Cái link vào phần mềm hả chị? Chị chờ em chút nha. Rồi em gỡ rồi đó chị Hoa. Cái này mình đang tách cảnh thôi chứ không có làm cái gì khó nha các anh chị. Các anh chị cũng làm với Hồ Năm nha. Rồi, Hồ Năm tách cảnh rồi. Tới đây các anh chị hiểu ha. Rồi sau khi như vậy á, mình bấm cái nút summarize này nè các anh chị, cái nút màu vuông vuông này nè. Tại vì các anh chị biết không, cái nút này á nó có cái chức năng là nó tạo cho mình video dưới một phút. Cái nút ô vuông summarize này nè, nó có chức năng nó tạo video dưới một phút. Mà hồi nãy là đầu đầu chương trình là em cũng đã nói rồi, mình tạo video dưới 60 giây là 59 giây là tối đa. Cho nên mình phải bấm vào cái này nha. Chứ mình không bấm vào cái này á, là nó sẽ tạo video dài theo cái đoạn văn của mình. Rồi được chưa các anh chị? Được rồi thì submit ha. Submit hoặc là nộp gì đó tùy giao diện nha. Rồi em submit nha anh chị nào làm kịp tới đây. Cũng có cái thanh chạy chạy màu xanh giống như em, bấm số 3. Ủa cái gì ta, cái gì? Summarize đó là cái tiếng Việt nó là tóm tắt đó hả Quỳnh Anh? Dạ đúng rồi, có nghĩa là làm gọn lại cho video nó chỉ tối đa một phút thôi đó chị. À rồi chị cảm ơn. Rồi các anh chị nào ra tới cái giao, mà giao diện này giống em rồi cho số 3. Có thể là những cái hình nhỏ này nè, các anh chị không giống em đâu, nhưng mà tới cái bước này nè. Cho em số 3. Không copy link được. Sao vậy cô? Cô vào cái link này nè cô. Con cũng gửi trong cái ô nhóm chat Zalo đó. Cô dùng máy tính đi cô, điện thoại thì con đang không xài cho nên là con không thấy được cái giao diện đó.
Còn nếu như mà cô không có máy tính thì thôi cô cứ nhìn cô theo bài học đi rồi mình thực hành sau nha. Còn không bây giờ cô mở máy tính lên còn kịp á. Rồi tới đây nè các anh chị. Tới đây là mình bấm cái nút mũi tên này nè, nắm nút play này nè các anh chị. Tới đây là mình đang ở cái bước nào các anh chị biết không? Mình đang ở cái bước 5, tạo video thôi. Mình vẫn đang ở bước 5 nha, nãy giờ em hướng dẫn là bước 4. Rồi, mình đang ở bước 5 nha, mình đang ở bước 5 thì mình sẽ xem cái nút này nè các anh chị, mình bấm nha. Là thời điểm mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là đối với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn trọng. Để tránh những cơn cao huyết áp ghé thăm bất ngờ, các chuyên gia có một số khuyến cáo sau. Khi chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường có thể gây ra những phản ứng tiêu cực cho người cao huyết áp. Căng thẳng là một trong những yếu tố hàng đầu gây ra tình trạng tăng huyết áp đột ngột. Hãy cố gắng thư giãn. Trong thời gian chuyển mùa, tránh ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng muối và đường cao để giảm nguy cơ cao huyết áp. Lười vận động có thể dẫn đến thừa cân, béo phì và làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Hãy duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Rồi các anh chị nghe được cái gì? Các anh chị bấm vào ô chat cái màn hình, các anh chị nghe được cái gì? Các anh chị nghe được cái gì? Nghe được tiếng nhạc không? Rồi các anh chị nghe nghe được tiếng nhạc rồi nghe được cái giọng của cô gái nữa đúng không? Thì cái giọng của cô gái là giọng của AI đó các anh chị, mà các anh chị nếu mà mình nghe sơ sài qua thì mình không nhận ra đó là hình đó là giọng cô gái đúng không? Mình cứ nghĩ đó là nó không phải là giọng AI, mình cứ nghĩ là giọng của một cô gái thôi. Cho nên là em thấy cái Bliki này nè, nó làm cái âm thanh AI rất là chuẩn, cho nên em mới quyết định em sử dụng. Rồi. Tôi thì nói đó bảo thẳng ra Rồi tiếp theo nha các anh chị là chúng ta sẽ cái nhạc nền á, cái nhạc nền thật sự là cái mình không có cần. Cái nhạc nền thật sự là mình không có cần, bởi vì khi mà mình up cái video này lên trên nền tảng, ví dụ như mình up lên Facebook, mình up lên Reel á thì mình cũng sẽ chọn được nhạc nền, hoặc là mình up lên TikTok mình cũng sẽ chọn được nhạc nền. Cho nên là cái nhạc nền này mình không cần, bởi vì có thể là cái nhạc nền này á nó gợi ý cho mình á mình sẽ bị vi phạm trong cái quá trình mình up cái video này lên, cho nên là mình sẽ bỏ cái nhạc nền này nha các anh chị. Bỏ nhạc nền nha. Các anh chị ghi chú vô vở giúp em nha. Rồi. Sau khi cái video vừa rồi mình nghe cái giọng đọc của cô gái, các anh chị thấy chuyển khác mùa không? là thời điểm mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là đối với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn trọng. Đó các anh chị thấy là nó cứ đọc đều 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 buồn ngủ không? Cho nên là em muốn cái tốc độ này nó phải nhanh. Cho nên là em sẽ bấm vào nè. Em sẽ bấm vào cái vùng trắng ngay chỗ chữ sen nè. Em sẽ bấm vào cái vùng trắng này nè. Bấm vào cái vùng trắng này ngay các anh chị. Ngay cái chữ mà cái voice họa mi này nè. Em bấm vào cái vùng trắng này nè. Bắt đầu em sẽ chỉnh cái speed này nè. Cái speed này nó đang là một. Thì bây giờ em chỉnh nó lên là 1,5. 1,5 nha, em chỉnh nó lên 1,5 đi, nếu mà nó nhanh quá thì mình sẽ tuột xuống, còn mà nó nhanh nó vừa phải thì mình cứ để như vậy. Mình chỉnh 1 cm thôi, nhưng mà mình muốn là các cm các cạnh á, mình muốn các cạnh nó chỉnh đều y như vậy thì mình sẽ bấm vào cái apply to all cm này nè các anh chị. Các anh chị theo kịp cái con chuột em không? Đó, các anh chị bấm vô apply to all cm xong rồi mình bấm cái nút màu hồng apply này nè là mình đồng ý. Rồi sau khi mà mình bấm thử lại nha các anh chị, mình làm từng bước nha, mình thử lại. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn trọng. Để tránh những cơn cao huyết áp ghé thăm bất ngờ, các chuyên gia có một số khuyến cáo sau. Khi chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường có thể gây ra những phản ứng tiêu cực cho người cao huyết áp. Căng thẳng là một trong những yếu tố hàng đầu gây ra tình trạng tăng huyết áp đột ngột. Hãy cố gắng thư giãn.
Trong thời gian chuyển mùa, tránh ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng muối và đường cao để giảm nguy cơ cao huyết áp. Lười vận động có thể dẫn đến thừa cân, béo phì và làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Hãy duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Rồi bây giờ mình thấy nó cũng hơi nhanh đúng không? Mà trong khi video mình mới có 31 giây à, cho nên là nó sẽ còn thời lượng dư, cho nên mình tuột xuống nha các anh chị. Mình tuột xuống còn 130 đi. Rồi mình làm lại nha. À quên. Quên, mình tuột xuống và mình phải apply to onsense nữa chứ. Nhớ nha. Chứ mình không làm như vậy á, có cảnh thì nó đọc nhanh, có cảnh nó đọc chậm, nó không đều. Cho nên mình chỉnh một cảnh thì mình phải áp dụng cho tất cả các cảnh. Là apply to onsense đó. Rồi, làm lại nè. Chuyển mùa là thời điểm mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là đối với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn trọng. Để tránh những cơn cao huyết áp ghé thăm bất ngờ, các chuyên gia có một số khuyến cáo sau. Khi chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường có thể gây ra những phản ứng tiêu cực cho người cao huyết áp. Căng thẳng là một trong những yếu tố hàng đầu gây ra tình trạng tăng huyết áp đột ngột, hãy cố gắng thư giãn. Trong thời gian chuyển mùa, tránh ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng muối và đường cao để giảm nguy cơ cao huyết áp. Lười vận động có thể dẫn đến thừa cân, béo phì và làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Hãy duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Rồi bây giờ tới đây các anh chị theo kịp không? Các anh chị theo kịp thì cho em số, nãy giờ số mấy rồi? Số 4 đi. Anh có thấy nhà không? Cho em nhiều số 4 vô để mình đi qua bước này nha các anh chị. Nhiều số 4 vô nha. À cái phần chỉnh là chị Cẩm. Chị Cẩm nhìn đây nè. Chị nhìn con chuột của em nha. Là các anh chị phải bấm vào cái cảnh. Ví dụ các anh chị bấm vào một cảnh, mình chọn cái cảnh đầu tiên đi cho mình dễ thấy thôi. Bấm vào cái cảnh đó, mình phải bấm vào cái vùng trắng ở bên ngoài này nè. Cái vùng trắng mà ngay cái chữ giọng đọc họa mi nè, thấy không? Ngay cái giọng đọc nè, các anh chị bấm cái vùng trắng ở đó đó. Chứ các anh chị đừng có bấm vào đây nha. Đừng có bấm vào cái vùng chữ nha. Các anh chị bấm vào cái vùng trắng bên ngoài này nè. Thì ở bên phải nó sẽ hiện ra cái thanh này. Cái thanh giống như của em đang lăn nè. Các anh chị hình dung không? Chị cảm theo kịp không? Không hiện khung đó hả? Không hiện khung đó là khung nào? Khung ở bên trái hay khung bên phải? Các anh chị chờ em tí xíu nha, em hỗ trợ chị Cẩm một chút nha, chị Cẩm xem màn hình giúp em được không? Chị Cẩm giơ tay lên đi em. À thôi để em cho quyền xem màn hình. Chị Cẩm đang xài điện thoại hay là xài máy tính? Rồi, chị Cẩm xe đi. Để em cho quyền xe. Rồi chị Cẩm xe giùm em chút đi. Các anh chị mình dành cho chị Cẩm 2 phút nha. À chị bung lớn màn hình lên. Không phải. Cái màn hình của chị bị giấu rồi đó. Chị đúng rồi đó. Rồi rồi. Đó, chị bấm vào cái chữ sen 1 cho em. Cái vùng trắng ngay sen 1 không? Cái vùng trắng ở dưới cái chữ họa mi á, cái vùng trắng ở dưới ở cái kế bên ở ngoài vùng trắng, ở ngoài vùng đúng rồi bấm vô. Bấm vô đó, nó sẽ hiện bên khung phải là volume nè, speed nè, chị kéo cái speed lên 130 đi. Kéo cái speed đó chị thấy không? Speed là tốc độ á, ở trên ngay hai cái thanh mà có đúng ở dưới đúng không? Chị kéo lên đi chị kéo qua phải 130 đi. Rồi chị bấm cái nút ở dưới cùng là apply to onsense. Đúng rồi.
mà hồng hết thì chị apply. Rồi, rồi chị tắt màn hình đi. Hiểu rồi ha, các anh chị nào mà làm không được giống chị Cẩm thì mình cũng theo đường chị Cẩm nãy giờ nha. À, hết ơi, gửi lại cái nhóm content vô chat giúp chị. Không có hay không? Rồi chị Cẩm tắt màn hình xe được không? Hay để em tắt. Em mất hết cái thanh công cụ rồi. Ok, em cảm ơn chị Cẩm. Rồi bây giờ là mình sẽ đi tiếp là các anh chị. Rồi tới cái giao diện này. Thì á, ở đây nè, các anh chị hình dung á, cái subtitle á, là cái chữ mà nó chạy theo cái giọng mình đọc á, thì nó cũng rất là xấu đúng không? Mà nó nghiêng nghiêng nữa chứ. Nghiêng nghiêng là cái độ rotate này nè. Cái độ quay này nè. Mình sẽ chỉnh lại là không độ nha, cho nó thẳng. Thì cái phông á, cái phông mà em thấy là nó mọi cái thiết bị đều đọc được á, mà nó không có bị dính cái chữ cái tiếng Việt của mình bị bể á, là cái phông em Roboto này nè các anh chị. Các anh chị ghi chú ra tập của mình đi là chọn phông Roboto nha. Cái phông này là nó giống như là cái phông rất là đơn giản vậy đó. Là mọi thiết bị nó không bị ảnh hưởng bởi cái phông chữ Việt Nam, phông tiếng Việt. Rồi kích kích thước phông thì mình cho là kích thước chữ mình cho là cỡ 40 đi. Được chưa các anh chị? Rồi, ở đây á là các anh chị sẽ các anh chị thấy nó ra có một chữ đặc không không? Mình em thì em muốn như vậy nè. Em muốn là nó sẽ ra nguyên luôn. Nó sẽ ra nguyên một câu luôn thì mình bấm vô cái chữ display này nè các anh chị. Mình chọn full ha. Bấm vô display chọn full là các anh chị sẽ thấy nó ra một câu luôn đúng không? Thì ở đây mình có thể thay đổi nha, mình có thể thay đổi là cái chữ này nó có chữ viền. Còn cái màu mà cái chữ cái giọng đọc nó đi theo á là nó sẽ được tô màu vàng. Các anh chị muốn thay đổi thì các anh chị tự thay đổi nha. Ví dụ như các anh chị muốn cái chữ đi theo là nó màu đỏ thì các anh chị tự chọn lại màu. Đó các anh chị thấy không? Hay là màu xanh thì mình tự chọn lại màu thôi. Cái đó là ý thích của mình ha. Rồi còn cái chữ này nè. Các anh chị muốn nó là chữ màu trắng thì các anh chị để nguyên. Còn các anh chị không muốn chữ màu trắng mà các anh chị sẽ muốn nó chữ màu đỏ thì các anh chị sẽ chọn cái màu đỏ lại. Thì cái đường viền á, đường viền thì mình sẽ có thể là mình bỏ đi. Được chưa? Hoặc là mình chọn cái đường viền màu khác nó nhẹ nhàng hơn. Là tùy mình ha. Rồi tiếp theo nữa là cái background là cái nền ở dưới cái khung chữ này nè. Ở đây là nó đang là màu trắng là nó không có màu á. Thì bây giờ mình sẽ chọn lại ví dụ như là mình thích màu xanh đi. Mình thích màu xanh thì mình sẽ kéo cái cục tròn này nè về cái thanh màu. Xong rồi mình sẽ chọn cái màu mà mình muốn. Xong rồi mình kéo cái thanh ở dưới mà cái chỗ mà nó có đang mấy ô vuông này nè. Mình kéo lên các anh chị thì nó sẽ ra cái màu nền. Thì cái này là các anh chị khi mà các anh chị làm, các anh chị chọn theo cái ý thích của mình chứ không phải là theo em nha. Hãy nhớ điều đó nha. Rồi các anh chị cái chữ á, cái chữ thường mà mình để cái chữ mà cho người ta đọc á thì mình đừng có để nó đậm. Mình để nó đậm á là nó sẽ bị nhức mắt á. Cho nên mình để cái chỗ này là phông quay nè các anh chị. Mình để normal thôi. Normal thôi, nó nhẹ nhẹ hơn một chút nha. Thì cái này là em chỉnh mẫu, còn lại thì các anh chị sẽ chỉnh theo ý của mình. Các anh chị nào hiểu tới đây cho em số số mấy rồi? Số 5. Cho em số 5. Bước 5 là đang làm nè cô. Cô Hà ơi, bước 5 là con đang làm á, tạo video á. Rồi, được chưa các anh chị? Và các anh chị chỉnh như vậy rồi đúng không? Thì các sen còn lại các anh chị cũng phải chỉnh như vậy luôn cho nó đẹp. Thì chính vì vậy là mình vẫn phải bấm vào cái nút Apply to All Scenes nha. Rồi Apply. Rồi mình xem lại nha. Mình hãy cẩn thận. Mình làm một bước nào là mình xem lại liền. Chứ để không thôi là mình làm quá trời làm rồi cuối cùng mình không vừa ý. Mình không biết là chỗ nào mình không vừa ý. Mình đi mò rất là mất công. Em xem lại.
Chuyển mùa là thời điểm mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là đối với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy Đây trong nè, thói tự quen. nhiên cái chữ màu vàng á nhìn nó không có nổi luôn, trong khi là cái giọng đọc nó đi theo cái chữ màu vàng này đó mà người ta lại không thấy nó nổi lên, cho nên là em quyết định em đổi cái màu chữ màu vàng. Cho nó màu xanh đi. Đó, xanh đậm đậm lên. Cho màu tím. Màu tím thì nó trùng với màu đỏ. Rồi. Miễn làm sao là nó nổi lên thôi. Rồi ok. Hay là mình bỏ stock đi thì không được. Bỏ stock. Bỏ stock thì nó lại không đẹp rồi. Làm lại nha. Chuyển mùa là thời điểm mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là đối với người cao huyết áp. Rồi. Một chút sơ sẩy. Mình sẽ thấy là cái kiểu là xanh đỏ như vậy nó hợp hơn đúng không? Bắt đầu mình chỉnh nè. Mình chỉnh nha, xong rồi mình apply to all sense ha. Rồi. Cái apply to all sense đó các anh chị, nó sẽ có hai cái nó không chỉnh chung. Thứ nhất là cái độ nghiêng. Cái thứ hai là cái độ đậm của chữ, cho nên là mình phải chỉnh từng cảnh thôi. Okay. Em đang ở cảnh này, bây giờ em đi xuống cảnh ở dưới. Cảnh tiếp theo em cũng sẽ chỉnh độ nghiêng là không, rồi em chỉnh là độ đậm của chữ, chỉnh về normal nha. Rồi cái này nó bị tuột xuống dưới đáy của video quá thì em sẽ cho cái độ top này nè nó lên một chút đó, các anh chị thấy không? Rồi tới cảnh tiếp theo em cũng chỉnh lại cái rô tay này với lại cái độ đậm của chữ để cho về normal. Rồi cảnh tiếp theo mình cứ làm như vậy cho tới hết cảnh thôi các anh chị. Không quay nè ha, cho về normal. Các anh chị theo kịp tới đây không? Mình thấy cái chữ mà nó thụp xuống quá thì mình sẽ chỉnh cái độ top này nè, chỉnh lên một chút. Rồi tiếp theo, cảnh tiếp theo mình sẽ chỉnh cái độ quay, rồi chỉnh cái độ chữ cho về normal lại. Cái này tục quá thì mình lại cho nó lên. Rồi tiếp theo nữa, mình cứ đi lần lượt như vậy cho tới hết nha các anh chị. Rồi. Rồi, xong rồi đó, tới cảnh cuối cùng rồi. Mình xem lại ha. Em kéo Hãy về duy trước. chuyển mùa là thời điểm mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là đối với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn trọng. Để tránh những cơn cao huyết áp ghé thăm bất ngờ, các chuyên gia có một số khuyến cáo sau. Khi chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường có thể gây ra những phản ứng tiêu cực cho người cao huyết áp. Căng thẳng là một trong những yếu tố hàng đầu gây ra tình trạng tăng huyết áp đột ngột, hãy cố gắng thư giãn. Trong thời gian chuyển mùa, tránh ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng muối và đường cao để giảm nguy cơ cao huyết áp. Lười vận động có thể dẫn đến thừa cân, béo phì và làm tăng nguy cơ cao huyết áp, hãy duy trì thói quen tập thể dục đều Rồi đặn. được chưa các anh chị? Mình chuyển cảnh bây giờ qua bước chuyển cảnh đây nè cô Xuyến. Không biết cô Xuyến hay chị Xuyến nữa, tại vì em không thấy mặt. Rồi bây giờ nha, bây giờ mình sẽ thấy cái cảnh này. Chuyển mùa, tạm thời mình thấy cái này nó cũng phù hợp đúng không? À, mình sẽ còn một cái đoạn đầu nữa các anh chị. Cái đoạn đầu là, cái đoạn đầu của nó là bốn bước, bốn điều mà người cao huyết áp cần tránh khi chuyển mùa. Cho nên là em muốn thêm một đoạn đầu đúng không? Là em muốn thêm một cái cảnh trước cái cảnh một này nè. Cho nên là em muốn thêm một cảnh thì em phải phải copy ra.
copy cái cảnh hiện tại ra, duplicate nha, xong rồi cái cảnh hiện tại nó sẽ trở thành cảnh hai, và cái cảnh ở trên á, cái cảnh một á em sẽ copy cái tiêu đề vô. Mình thấy video mình cần thêm đoạn nào thì mình sẽ tự mình duplicate cái cảnh hiện tại. Rồi sau đó là mình sẽ thay đổi nè, bốn điều người cao huyết áp cần tránh khi chuyển mùa nè, bắt đầu đổi nè nè. Chỗ chị Kim Xuyến là theo dõi chỗ này nha. Đó các anh chị, mình sẽ vô cái chỗ stop by library nè. Bốn điều người cao người cao huyết áp cần tránh, nhưng mà các anh chị hình dung ở đây là một số cái video mà mình sẽ bị có ổ khóa nè, là tài khoản miễn phí của mình không xài được, cho nên mình phải đi mò tiếp bên dưới coi cái nào không có bị á, thì mình xài, còn nó bị hết thì mình sẽ qua mình tìm email nha, tìm hình. Đây em sẽ lấy hình này đi ha, em sẽ lấy hình này cho nó phù hợp, rồi em chọn vô rồi em select thôi. Chỗ chị Xuyến hình dung được chỗ này không? Rồi tiếp theo cảnh 2. Cảnh 2 chuyển mùa là thời điểm, em thấy là cái hình mùa thu này nó cũng có thể là phù hợp rồi ha, mình tạm thời bỏ qua. Một chút sơ sẩy thì cái này có vẻ là không phù hợp lắm đúng không? Cái này là hình hoạt hình, cho nên là mình sẽ nhìn là một chút sơ sẩy dẫn đến hệ bị nghiêm trọng. Thôi mình cứ tìm hình phù hợp thôi. Stop. Em chọn hình này nha. As long as I've Em chọn got hình good này sleep nha. and Chọn tương đối là các anh chị biết cách làm thì các anh chị chọn cái mà mình muốn ha. Hãy chọn cái mình muốn. Rồi cái hình này hồi nãy có bạn nào comment là sợ quá, nếu mà thấy cái hình này sợ quá thì mình đổi ha. Những cơn cao huyết áp. Đây, mình lấy hình này nha. Rồi khi chuyển mùa nhiệt độ thất thường. Thôi cái này tạm được đi ha. Căng thẳng. Căng thẳng thì nó ra cái hình này nó cũng không rõ ràng lắm, thì mình sẽ chọn lại thôi. Căng thẳng thì thường người ta làm việc là người ta căng thẳng, cho nên em chọn hình này nha. Các anh chị hãy chọn hình nào mà các anh chị cảm thấy phù hợp với mình. Rồi cái này là thực phẩm thì ok được rồi. Còn cái này lười vận động thì cái này em thấy là cũng ok rồi, nhưng mà cái hình này nó giống AI quá đúng không? Thôi đổi nha. Tại vì các cảnh trên của mình là hình thật không à, cho nên là có một hình AI thì mình đổi. Chỉ đơn giản là vì lý do đó thôi. Rồi, em chọn cô gái này. Rồi các anh chị hình dung tới đây không? Em sẽ xem lại nha. Người cao huyết áp cần tránh khi chuyển mùa. Chuyển mùa là thời điểm mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là đối với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn trọng. Để tránh những cơn cao huyết áp ghé thăm bất ngờ, các chuyên gia có một số khuyến cáo sau. Khi chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường có thể gây ra những phản ứng tiêu cực cho người cao huyết áp. Căng thẳng là một trong những yếu tố hàng đầu gây ra tình trạng tăng huyết áp đột ngột, hãy cố gắng thư giãn. Trong thời gian chuyển mùa, tránh ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng muối và đường cao để giảm nguy cơ cao huyết áp. Rồi Lười vận ok động ha, có các thể anh dẫn chị đến. tới đây các anh chị hiểu rồi, cho em số 6 đi. Số 6, số 6. Mình sẽ làm tiếp, bước tiếp theo là tạo ảnh bìa cho cái video này nữa. Là mình sẽ có một cái video luôn rồi đó. Rồi tạo ảnh bìa nha. Tạo ảnh bìa cái này là mình đang muốn cái gì? Cái này á, là mình đang muốn nói về cao huyết áp. Thì cái ảnh bìa của mình đó, nó cũng có liên quan tới sản phẩm cardio của mình đúng không các anh chị? Nhưng mà trong video thì mình không nói thôi, nhưng mà trên cái hình để gợi ý cho người ta nhớ thôi. Cho nên là mình vào Canva nha. Vào Canva thì em tạo một cái mẫu thôi. Em tạo một cái mẫu. Mẫu là em sẽ tìm là bìa đi.
Tại em muốn tạo anh bìa mà. Em sẽ tìm cái mẫu nào mà nó đơn giản. Tại vì cái ảnh bìa đó là cái ảnh mà người ta đập vô mắt khi mà người ta chưa xem video, cho nên là chữ phải đủ to. Chữ đủ to thì người ta mới cảm thấy ở đây là chủ đề. Người ta đọc rõ chủ đề và người ta muốn đọc thì người ta vô thôi. Cho nên là mình sẽ chọn cái ảnh nào mà chữ to nha. Em ví dụ em chọn cái này đi. Hoặc là cái này cũng được, tùy nha. Thôi em chọn cái này nha. Em chọn cái này. Tùy các anh chị chọn cái nào, các anh chị chọn thôi nha. Rồi bây giờ em sẽ thay đổi nè. Các anh chị hình dung là hồi tuần rồi mình làm xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu không? Thì cái video của mình cũng là một nội dung, cho nên là nó cũng phải đi theo bộ nhận dạng thương hiệu của mình đang muốn xây. Mà cái Fujina đó thì ở đây nè các anh chị, cái chỗ logo này nè mình phải thay đổi là logo của Fujina. Được chưa? Cái khu vực mà người ta để logo nè, mình đổi thành logo Fujina nha. Thì mình sẽ vào tải lên, mình tải logo Fujina lên. Do em tải rồi cho nên là nó sẽ nằm ở đây. Các anh chị nào chưa tải thì mình tìm logo Fujina, em gửi trên nhóm rồi đó, các anh chị tải lên. Được chưa? Rồi ở đây là tiêu đề của cái video, thì tiêu đề của video là 4 điều mà người cao huyết áp cần tránh. 4 điều. Em chọn phông chữ lại. Mình chọn phông chữ Roboto đi, cho nó đơn giản ha các anh chị. Bốn điều người cao huyết áp cái chỗ này nè, hai cái dòng chữ nó khít quá nè, cho nên là em sẽ cho nó thưa thưa ra bằng cách là em bấm vô khoảng cách dòng này, em kéo nó ra một chút. Rồi cần tránh, cần tránh thì cái nào mà người ta khuyến cáo á, thì nó sẽ là màu đỏ á các anh chị đó. Rồi mình cho bự lên. Rồi vậy thôi được rồi đó, đây là cái tiêu đề của mình, cái này cho nó bự lên chút. Rồi các anh chị chuyển về chữ Roboto giúp em luôn nha. Các anh chị thấy không, khi mà mình để cái phông chữ này nè, các anh chị thấy cái chữ cần không, cái chữ ớ mới có dấu quyền á, là cái phông của nó bị sai so với những cái chữ khác không. Cái này được gọi là bể phông á, cho nên các anh chị hãy chọn đúng phông mà tiếng Việt nó không bị bể luôn giùm em, là các anh chị mò nha, các anh chị mò cái phông nào mà nó không bị bể các anh chị xài. Nhưng mà trong cái quá trình em làm á, em thấy là Roboto là nó không bị bể, cho nên là các anh chị mà không biết như thế nào thì các chị xài Roboto luôn. Còn các anh chị biết thì các anh chị tìm nha. Tránh cái bản thiết kế của mình là bị bể phông nha các anh chị. Dù là các anh chị nhìn sơ các anh chị không thấy, nhưng mà các anh chị không thấy các anh chị phải phóng to lên để mình đừng có xài cái bản thiết kế bị bể phông, nhìn nó không có chuyên nghiệp. Thì ở đây á, ở đây là cái dòng, ở đây nè là cái dòng, bốn cái dòng này em sẽ xóa hết, em sẽ để cái sản phẩm mình vô. Cái Cardio là sản phẩm nào đâu ta? Thôi em up lên nha, em tải tệp lên.
đây cardio đây các anh chị. Rồi mình tải cái này xuống ha, đưa hình ảnh thành, rồi mình vô đây mình up lên thôi. Rồi mình sẽ bấm cái hình này qua ha các anh chị. Hên á, là cái hình này là nó có nền trắng, mà nó mình cũng để cái nền trắng và cái hình này vào nền trắng luôn, cho nên mình không cần xóa nền, chứ không là các anh chị phải xóa nền nha. Các anh chị xóa nền của cái hình này thì các anh chị vào sửa hình nè. Rồi các anh chị bấm vào cái nút này là nó sẽ xóa nền cho mình thôi. Rồi. Mình để nhỏ nhỏ lại đi các anh chị. Thường á, sản phẩm mình để á, là nó sẽ có cái hiệu ứng các anh chị, ví dụ như mình để trên một cái bàn hay một cái bục thì như vậy nó sẽ làm cái hình của mình nó đẹp hơn, nhưng mà ở đây mình không có, cho nên là mình sẽ đổ bóng cho cái hình, cho cái sản phẩm này giống như mà là mình đang để trên một cái miếng kính, một cái miếng gương á, là mình sẽ tạo thêm một cái bản sao cho cái hình này nữa, tạo một bản sao cho cái hình này nữa, xong rồi mình lật nó các anh chị, mình lật nó lật dọc nha. Đó, lật dọc nó. Rồi xong rồi mình, có nghĩa là khi mà một cái hình ở trên mà có một cái phản chiếu ở dưới thì cái hình ở dưới lúc nào nó cũng mờ hơn đúng không? Cho nên mình sẽ vào cái độ mờ này nè, bộ trong suốt nè. Mình sẽ kéo nó nhỏ về. Đó thì ở đây là người ta nhìn sơ vô người ta tưởng đây là cái bộ sản phẩm này là mình người người ta nhìn mình đang để trên mặt kính vậy đó. Rồi mình kéo cái này nhỏ nhỏ lại, nhỏ lại. Rồi được chưa các anh chị? Rồi ha. Rồi cái đống này nè, cái đống này mình tại vì cái hình mà mình làm ảnh bìa cho video ấy, mình không có để thông tin cá nhân của mình, cho nên cái này mình sẽ sửa lại. Mình sẽ sửa lại là mình để nhỏ nhỏ cho nó tế nhị thôi, tại vì cái này là mình cái video của mình là đang nói về vấn đề sức khỏe chứ không phải là đang quảng cáo sản phẩm. Cho nên mình sẽ để là nó không có thô thiển quá. Ví dụ như cái này là viên uống. Thôi thực phẩm đi, cho viên uống là nó sẽ thực phẩm bảo vệ sức khỏe cardio dành cho người cao huyết áp. Được chưa các anh chị? Cái này là lọ 80 viên. Rồi, vậy thôi. Mình sẽ canh cho cái này nó canh phải đi ha. Canh phải. Đó. Rồi. Mình xong cái ảnh bìa này rồi đó. Em cho nó xích xích xuống một chút. Rồi. Được rồi ha. Mình sẽ xuất cái hình này ra. Các chị theo kịp tới đây không? Cho em số 7 đi. Mình sẽ xuất cái hình này ra nha các anh chị. Rồi, xuất cái hình này ra. Em tải xuống. Khi mà tải, các anh chị tải hình JPEG nha. Tải hình JPEG cho nó đủ chất lượng. Còn hình PNG là cái chất lượng đó của thiết kế, mình không xài. Mình sẽ xài khi nào mình cần thiết kế ấy thôi. Còn đây là mình cần cái hình này mình xài luôn. Thì mình chọn JPEG, JPG này nè. Rồi tải xuống thôi. Rồi, sau khi mình có ảnh bìa rồi đó các anh chị, thì mình sẽ vào lại Blicky, cái chỗ mà tạo video á. Mình sẽ ở trên đây nè, ở trên cái ảnh bìa là cái phải xuất hiện đầu tiên, cho nên là mình sẽ lên trên cái ô đầu tiên này nè, mình add a new scene nè các anh chị thấy không, có nghĩa là thêm một cái layer, thêm một cái cảnh. Thì khi mà mình thêm cảnh á, thì nó mặc định nó sẽ ra giọng đọc và nó sẽ ra media. Thì cái media này nè là mình up cái ảnh bìa mình lên vô my library nè các anh chị. Rồi chỗ chọn tệp nè, up cái hình của mình lên. Rồi chọn hình vô là xong. Thì cái ảnh bìa này á là đâu có cái gì đâu để đọc, cho nên cái chỗ voice này nè mình bỏ luôn, delete luôn. Rồi lúc này video của mình là vì có thêm ảnh bìa cho nên là nó thêm 3 giây. Rồi mình xem lại nha. Mình xem lại nha các anh chị.
Bốn điều người cao huyết áp cần tránh khi chuyển mùa. Chuyển mùa là thời điểm mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là đối với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn trọng. Để tránh những cơn cao huyết áp ghé thăm bất ngờ, các chuyên gia có một số khuyến cáo sau. Khi chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường có thể gây ra những phản ứng tiêu cực cho người cao huyết áp. Căng thẳng là một trong những yếu tố hàng đầu gây ra tình trạng tăng huyết áp đột ngột, hãy cố gắng thư giãn. Trong thời gian chuyển mùa, tránh ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng muối và đường cao để giảm nguy cơ cao huyết áp. Lười vận động có thể dẫn đến thừa cân, béo phì và làm tăng nguy cơ cao huyết áp, hãy duy trì thói quen tập thể dục đều đặn. Rồi, có nghĩa là đây mình thấy là video này nó ok rồi, mình xuất ra thôi. Các anh chị nào theo kịp tới đây không? Các anh chị số 7 rồi hả? Rồi các anh chị, bây giờ mình thấy video này là ok rồi ha. Ok hết rồi, từ chỗ có ảnh bìa, cái ảnh bìa này các anh chị nhớ nha, cái ảnh bìa này nó chỉ có ý nghĩa là y sao nói lại bị mất cái đây vậy ta? À, ảnh bìa này mình làm sai rồi. Mình làm không đúng 9-16 rồi, chờ em chút. Mình cho nó xích vô đi các anh chị để nó không bị mất. Ở bên đây cũng bị mất không? Cho nên cho xích vô. Cái lúc mình chọn nè đó, mình chọn cái 9-16 giúp em nha. Các anh chị thấy mình làm cực không? Có nghĩa là trong lúc mình làm mình cũng phải coi nha. Rồi xuất lại. Đúng ra là chọn 9-16 thì mình không phải chỉnh như vậy. Nhưng mà do lúc đầu mình chọn mình không để ý á, thì mình phải chịu khó mình chỉnh. Còn không là mình phải thiết kế lại. Em đổi nha. Em đổi cái này. Xóa cái này đi, chọn tệp mới lên. Rồi đó các anh chị thấy không, rồi mình làm lại nha. Bốn điều người cao huyết áp cần tránh khi chuyển mùa. Chuyển mùa là thời điểm mà cơ Ok rồi thể dễ đó. bị. Ok rồi ha, rồi mình xuất, mình download nè các anh chị, chọn download. Chọn download nha. Chọn download thì đây là cái tài khoản mình xài miễn phí, cho nên là mình chỉ xài được cái độ phân giải 720 thôi, thì tính ra là nó trung bình, nó không quá cao cũng không quá thấp. Rồi Star Xbox nha. Rồi bấm Star. Các anh chị nào theo kịp tới đây không, trên số 8 đi. Các anh chị nào theo được tới đây, hiểu tới đây, mình có thể tự làm lại cho em số 8. Có thể là trong cái Zoom này các anh chị làm không kịp là do thiết bị của mình hay là do mình như thế nào đó, thì mình sẽ làm lại. Nhưng mà mình hiểu để mình làm lại là mình cũng cho số 8 cho em nha. Rồi, tới đây nó ra rồi nè các anh chị. Các anh chị cẩn thận thì các anh chị coi lại. Còn các chị thấy là ok chắc chắn rồi, mình bấm nút download luôn. Download MP4. Ủa nãy giờ nó download chưa vậy ta? Rồi nè, cardio MP4 nè. Nó download rồi nè các anh chị. Bây giờ mình sẽ dùng cái bài của BDB. Mình sẽ dùng cái bài của BDB và mình sẽ dùng cái video này mình đăng lên các kênh của mình. Thì em ví dụ em đăng lên Facebook đi. Các anh chị phải còn một bước nữa nha. Bước này là nó sẽ không có trong cái buổi hôm nay, nhưng mà cái bước này là cái bước các anh chị cần phải làm, bởi vì nó em dạy trong các bữa trước rồi, là mình phải vào chat GPT á, mình làm lại cái bài của BDB.
mình làm lại cái bài của BDB chứ không phải là bài của BDB cho sao là mình xài như vậy, thì anh A xài như vậy, chị B xài như vậy, chị C xài như vậy, thì cuối cùng á là cái thằng Facebook nó sẽ hiểu là ê, cái đống này là cái đống xì bam thôi, cái nội dung này á là cái nội dung bị trùng lặp, cho nên là nó cũng sẽ không có đưa lên đó, cho nên là mình sẽ như vậy nè các anh chị. Đây nè các anh chị vào Zalo nha, các anh chị copy đúng cái nội dung này cho em nha. Nãy giờ mình đang làm video cho nội dung này đúng không? Nhưng mà mình làm video là mình chỉ làm cái nội dung đầu thôi. Nhưng mà cái bài đăng của mình á là mình muốn thiên hạ biết mình bán cardio mà. Cho nên mình phải làm, mình phải copy hết. Copy nội dung. Sau đó là mình sẽ qua bên đây. Mình sẽ vô mình nói với ChatGPT tạo lại giùm tôi một cái. Hãy tạo lại nội dung sau theo phong cách. Phong cách của Huỳnh Anh là phong cách vui vẻ hài hước, còn phong cách của chị Hà là phong cách chuyên nghiệp, còn phong cách của chị Thúy là phong cách tận tình chăm sóc, được chưa? Cho nên là mình phong cách của mình như thế nào thì mình hãy để như vậy, để cho cái người đọc á, người đọc ở trên mạng xã hội là bạn bè, người thân, người quen của mình là họ nói ê con nhỏ này không, cái phong cách của nó vậy, nó đăng cái bài vậy là đúng rồi nè. Đó, cho nên là ví dụ như là theo phong cách tận tình chăm sóc đi. Được chưa các chị? Rồi mình copy cái bài của BDB vô. Được chưa? Em sẽ bỏ cái phần này đi nha. Rồi. Các chị nào hiểu tới đây không? Cái này là bước đệm nhưng mà cũng không có kém phần quan trọng đâu nha. Rồi, enter. Có nghĩa là cũng một bài của BDB thôi, nhưng mà anh Huỳnh Anh đã đăng bài khác, chị Thúy đăng bài khác, chị Hà đăng bài khác, chị Xuyến đăng bài khác, câu chữ nó khác. Rồi, để em kiểm tra lại coi là nó có viết khác thiệt không nha. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng vẫn hơn chữa, đúng rồi nè. Đó, nó sẽ nó chỉ cần nó khác khác một chút thôi. Ý là không được thay đổi. Rồi bây giờ cái bài này á em sẽ nghi nghi. Em nghi nghi là một số anh chị mà làm cái câu này nó cũng sẽ ra giống giống vậy. Cho nên là em làm thêm bước nữa. Hãy viết lại xúc tích hơn dài khoảng 200 chữ thôi, 200 từ thôi, để tôi đăng Facebook. Mình làm qua hai ba bước các anh chị, mình xào qua hai ba bước là chắc chắn là nội dung các anh chị xào là không có giống với nội dung cái người kia xào. Rồi, bây giờ em thấy cái bài này là ok rồi ha, em copy. Em sao chép nè. Xong rồi em qua Facebook của em đăng. Đây. Em sẽ đăng. Em sẽ bát vô. Em bát vô mấy cái dư thừa này em bỏ đi. Đó. Các anh chị thấy là nó sẽ có mấy cái dấu sao á. Tức là ở bên kia nó là in đậm á các anh chị, cho nên mình bỏ giùm em nha. Bên ChatGPT nè, cái đoạn này nè nó in đậm nè. Mà qua bên nền tảng mạng xã hội thì nó không có cái chế độ in đậm như vậy, cho nên nó sẽ tự động nó đổi thành sao sao. Cho nên các anh chị hãy tinh ý mà bỏ đi nha.
Rồi. Còn nữa hả? Rồi bây giờ em sẽ cho hashtag vô nha các anh chị. Các anh chị nhớ hồi tuần rồi là mình học thương hiệu của Purina không? Thương hiệu chăm sóc sức khỏe đến từ Nhật Bản, chất lượng cao đúng không các anh chị? Mấy cái này các chị đừng có quên nha, mình đang đi theo bộ xây dựng thương hiệu nha. Rồi cái hashtag của PDB mình bỏ vô. Cái hashtag của PDB mình bỏ vô. Ủa chợ đang có luôn rồi này. Công nhận uổng công em dễ sợ. Uổng công em ngồi em gõ dễ sợ. Đây. Đó. Rồi. Mình phải thêm thương hiệu của mình nữa các chị nha. Thương hiệu của mình, thương hiệu mà cái tên cá nhân hồi tuần rồi mình vạch ra đó là em là An An. Rồi. Mình đang làm cho Robby thì mình cũng phải để thương hiệu Robby vô Purina. Purina thì ở trên đây có rồi nè các anh chị, cho nên ở đây thôi mình cứ để vô Purina Nhật Bản đi ha. Đó. Rồi mình thêm hình ảnh video này, mình thêm cái video mà mình mới làm xong á, Cardio 1 nè. Đó các anh chị thấy không? Cái ảnh bìa là nó sẽ xuất hiện vậy nè, video mình nó đẹp không? Người ta nhìn vô đây là tự nhiên người ta biết cái video này là muốn nói về cái điều này cho nên người ta sẽ đọc. Nó ảnh bìa nó chỉ có mục đích vậy thôi chứ nó không có xuất hiện trong video nha. Rồi em đăng thôi. Các anh chị nào làm được tới đây không? Làm được tới đây thì cho em số số 9 là mình xong. Mình xong là mình nghỉ được rồi đó các anh chị. Là em sẽ giải đáp hoặc là em sẽ hỗ trợ anh chị nào mà chưa làm được. Rồi video sẵn sàng để xem rồi nè. Mở mình xem thôi. Bốn điều người cao huyết áp cần tránh khi chuyển mùa. Chuyển mùa là thời điểm mà cơ thể dễ bị ảnh hưởng nhất, đặc biệt là đối với người cao huyết áp. Một chút sơ sẩy trong thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng. Vì vậy, hãy cẩn trọng. Để tránh những cơn cao huyết áp ghé thăm bất ngờ, các chuyên gia có một số khuyến cáo sau. Nhiệt độ thay đổi thất thường có thể gây Được ra chưa những các phản anh ứng chị? tiêu cực cho người cao huyết áp. Và bây giờ á, mình muốn đăng cái này. Mình muốn đăng cái video này lên TikTok đúng không? Thì mình phải gửi cái video này qua Zalo để mà mình tải video này trên điện thoại rồi mình đăng trên TikTok. Đây mình gửi cái video này qua TikTok nha các anh chị. À, em xin lỗi, gửi video này qua Zalo. Xong rồi mình tải cái video này về điện thoại xong rồi mình đăng trên TikTok. Được chưa? Khi mà các anh chị đăng trên TikTok á, thì nó sẽ đa dạng hơn là các anh chị có thể là các anh chị gắn giỏ hàng hoặc là các anh chị thêm nghe nhạc nền. Được chưa các anh chị? Các anh chị nào hình dung được tới đây cho em số số 9 nha. Số 9 là mình kết thúc buổi học để mà em hỗ trợ các anh chị giải đáp thắc mắc. Nếu muốn làm video do chính mình nói thì mình sẽ dùng cách cách mình lồng tiếng trực tiếp luôn. Mình sử dụng hình ảnh của AI á, xong rồi mình tắt cái âm thanh của AI đi. Xong rồi mình vô cấp kết hoặc là mình vô cấp kết. Mình tải cái video đó lên xong rồi mình lồng tiếng. Mình tắt âm thanh là mình không có để phụ đề nha, mình để phụ đề là cái lúc mình lồng tiếng là nó không đi theo. Chị Thảo, em giải thích như vậy chị hiểu không? Dạ đúng rồi, cũng làm được trên cấp kết luôn. Nhưng mà video AI á, thì ở trên cấp kết thì hình như mình phải xài Pro. À, hồi nãy có Hằng hỏi là cái video là cái tài khoản miễn phí này thì xài được bao nhiêu? Xài được bao nhiêu phút? Thì hình như là nó, để Hương Anh coi lại coi. Các anh chị muốn biết nó bao nhiêu phút hay là còn lại bao nhiêu, các anh chị vào account nè. Vào account. Thì một tài khoản miễn phí là nó chỉ được có 5 phút thôi. 5 phút là nó tương đương với lại là 2 đến 3 video. Các anh chị muốn xài, muốn tạo nhiều video nữa. Một á, là mình sẽ nâng cấp cái tài khoản này lên với cái giá 28 đô một tháng.
Thì Quỳnh Anh thấy 28 đô và được 180 phút thì các anh chị quy ra nó cỡ là một 150 video, 150 video, mà 28 đô này nó tương đương với lại cỡ 700 ngàn. Thì nếu như mà 150 video mà một ngày mình làm một video thì một tháng là 30 video đúng không? Nếu mà 150 video thì sẽ được 5 người. Thì năm anh chị á, hùn tiền lại mua cái này 700 ngàn thì nó cũng hợp lý. Cho nên các anh chị á, trong đội nhóm mình nó tự hùn tiền lại, tự mua với nhau một cái tài khoản để mình không có phải là mình xài hết cái phút này, cái mình lại đi tạo một cái tài khoản mới. Các anh chị nào nhiều Gmail thì các chị cứ tạo tài khoản mới xài thoải mái, tại vì cứ sau một tháng nè, sau một tháng thì nó sẽ lại cho lại. Nè, các chị thấy không, hồi nãy Quỳnh Anh mới vừa tạo là ngày 20 tháng 8, thì cái số phút này nó sẽ reset vào ngày 20 tháng 9. Cho nên là mình cứ 20 tháng 8 mình tạo thì 20 tháng 9 mình quay lại mình xài được 5 phút này, thì nó sẽ tương đương với lại là mình có 30 cái email. Các chị hình dung không? Mình sẽ có 30 cái email. Anh chị nào đã có sẵn 30 email thì mình làm hết email này, mình lock out ra rồi mình làm một cái email khác. Còn anh chị nào mà không có nhiều email tới như vậy thì các anh chị gom đội nhóm mình lại. Gom đội nhóm mình lại là hùng 5 người, 10 người là mua được một cái tài khoản 28 đô một tháng. Đó là giải pháp ha. Thì tùy mình thôi à. Mình thấy cái nào mà phù hợp với mình thì mình làm. Nhưng mà em thấy xài nhiều cái rồi, em thấy là cái thằng AI là Friki này là nó ngon hơn tất cả những cái thằng khác. Rồi anh chị nào còn thắc mắc không, để em đọc comment nha. Anh chị nào mà thấy mình có thể giơ tay mình hỏi thì giơ tay giùm em. Uyển, em hiểu mà không biết làm trên điện thoại, vậy thì không có máy tính hả? Vậy thì mò thôi. Vậy thì sau cái Zoom này á, Huỳnh Anh sẽ nhờ host á gửi lại cho record, xong rồi Uyển nhìn ở trên record, xong rồi Uyển thực hành trên điện thoại coi được hay không. Nếu mà không được thì mình phải tự mình tìm giải pháp khác, hoặc là Huỳnh Anh có giải pháp khác thì Huỳnh Anh sẽ gợi ý cho nha. Chỉ lại khúc chèn trang bìa chỗ Nguyễn Thị Hòa Hiệp, chỗ anh Hiệp á, ở chỗ chị Hiệp á, là tạo được ảnh bìa bằng Canva, chị làm được chưa? Chị Hiệp còn trong Zoom không? Rồi, ok, vậy thì em share lại nha. Sau khi mình có ảnh bìa rồi á, thì mình sẽ vào cái video của mình. Ở trên cùng đây nè chị. Ở trên cùng cái chỗ Common Sense này nè. Đó, thì ngay ở dưới nó có dấu cộng. Add a new scene là thấy không? Bấm vô. Xong rồi ở ở ở cái scene nó sẽ ở trên cùng mà, cho nên nó sẽ trở thành scene 1. Thì chỗ này chỗ media nè, mình bấm vô. Xong mình qua cái tab My Library nè. Mình tải cái hình lên. Sau khi mình tải lên rồi thì mình chọn nó thôi. Thì cái ảnh bìa của video này nó đâu có tiếng nói đâu, cho nên là mình sẽ bỏ cái voi này đi. Đó, mình rang chuột vô cái voi này nè, mình qua bên phải nè, đó có cái nút X này nè. Mình delete nó đi là mình tắt cái voi, có nghĩa là nó chỉ hiện cái hình thôi, nó không nói gì hết. Được chưa chị? Có nghĩa là trong một cái video á, nó có nhiều scene thì mình muốn xóa một scene thì mình sẽ bấm vô cái nút X này nè. Delete, delete this scene. Còn nếu như mà mình muốn copy cái scene này ra làm một cái scene sao chép để mà mình sửa thì mình copy duplicate. Được chưa chị? Chị hiểu không? Hiểu rồi ha. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi còn anh chị nào thắc mắc mà nãy giờ em không kịp đọc comment không? Chị Phúc hiểu nhưng chưa làm thì cố gắng làm giúp em nha. Nhưng mà làm xong thì mình phải đăng luôn nha các anh chị.
Các chị thấy không, nãy giờ em làm là một bộ, có nghĩa là em sẽ lấy content. Em sẽ lấy content từ cái bộ content này nè. Em sẽ lấy content từ cái này. Xong rồi á, em sẽ đi qua ChatGPT, em lọc lại. Xong rồi em sẽ tạo ảnh bìa. Em tạo ảnh bìa xong rồi bắt đầu em sẽ, cái này thì đương nhiên là cái nào làm trước làm sau cũng được. Rồi tạo video này, để sau khi mình có video là mình sẽ có nội dung để đăng và mình sẽ đăng luôn. Chứ các anh chị đừng có làm dồn một cục xong rồi cái mình bận bất thình lình, cái cục sau cái mình không làm, nó rất là uổng nè. Dạ rồi, em giải đáp hết các thắc mắc rồi đó các anh chị. Buổi học mình hôm nay tới đây ha. Em cảm ơn các anh chị đã rất là chú tâm. Dạ bây giờ là cũng là đến nội dung của BDB, cho nên là em xin mời BDB có vài lời góp ý hay là trao giá trị gì thêm cho các anh chị trong Zoom của mình. Dạ mời BDB ạ. Vâng ạ. Các anh chị có nghe rõ tiếng của em không ạ? Vừa nãy thì em phải chờ nhờ host để mở mic lại cho em ấy. Không biết là các anh chị của nhà mình đã có nghe rõ em Hoa chia sẻ không ạ? Chị nghe rồi đó Hoa. Dạ vâng ạ. Hôm nay thì các anh chị sau khi mà nghe chia sẻ của chị Huỳnh Anh, các anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Các anh chị có thấy những cái chia sẻ của chị Huỳnh Anh mà hướng dẫn chúng ta trong cái buổi mà sử dụng AI này để làm video, rồi là làm ảnh bìa video, rồi là làm các cái video ngắn, video short video, cũng như là những cái video để chúng ta làm những cái truyền thông khi mà chúng ta bán hàng online, có tuyệt vời không ạ? Quá là tuyệt vời đúng không ạ? 100 điểm đúng không ạ? Hiện tại Zoom của chúng ta nóng như 100 độ luôn đấy các anh chị. Chúng ta hãy cùng thả bông thả tim để cảm ơn chị Huỳnh Anh được không ạ? Em ngồi em nghe mà em cũng học ra được rất là nhiều điều, bởi vì không phải là BDB cũng biết những cái thông tin này đâu các anh chị ạ. À. BDB còn rất là mới mới mẻ với cái phần mà sử dụng ứng dụng những cái công nghệ trong cái việc mà xây dựng trong cái việc mà chúng ta xây dựng các cái tài liệu tư liệu. Hiện tại bây giờ BDB Fusina của bên em ấy thì là có những cái bộ phận, chẳng hạn như những bộ phận như là content này, thiết kế này, video này, và tổng hợp mỗi người thì sẽ xử lý một cái nhiệm vụ. Tuy nhiên là các anh chị cũng thấy đấy ạ, với đơn vị là công ty, với nhãn hàng thì chúng ta có những cái bộ phận đó để chúng ta làm những công việc như là xây dựng tài liệu, bộ tài liệu hay xây dựng content để các anh chị bán hàng. Tuy nhiên là các anh chị sẽ thấy rằng là những cái content của nhóm Fujina gửi các anh chị hàng ngày, các anh chị đã tham gia nhóm content của nhóm Fujina hết chưa ạ? Các anh chị tham gia hết rồi cho em xin số 1 và khung chat được không ạ? Không biết là các anh chị đã tham gia hết chưa ạ? Dạ. Đây ạ, em thấy chị Phú đã nhắn ngay số 1 rồi. Các anh chị ở Khang, các anh chị đã tham gia hết chưa ạ? Chắc là các anh chị biết em Hoa hết rồi nên là thôi em Hoa cứ lên Zoom cùng với các anh chị là thôi, cứ em Hoa chào các anh chị thôi đúng không ạ? Dạ, có anh chị chưa đúng không ạ? Anh Phan Long chưa đúng không ạ? Anh Phan Long ơi, thì anh vui lòng tham gia vào cái nhóm content của nhóm Fujina để các anh chị nhận content một cách sớm nhất được không ạ? Hiện tại nhóm Fujina bên em sẽ gửi các cái content hàng ngày, hỗ trợ các anh chị để chúng ta gửi vào trong nhóm. Tuy nhiên là các anh chị sẽ thấy đấy ạ, nhà Fujina bên em có những cái content để xây dựng để gửi các anh chị. Và các những content đấy thì thông thường là Fujina bên em sẽ xây dựng nội dung. Tuy nhiên là nó sẽ không thể nào mà cá nhân hóa từng anh chị được. Các anh chị có thấy điều đó không ạ? Bởi vì là content chúng ta đang làm để làm những bộ bài content mẫu, làm những bài content để truyền thông cho các anh chị, có thể là video, có thể là text, có thể là hình ảnh để gửi các anh chị. Đa phần là sẽ là ảnh thiết kế để cho các anh chị chúng ta có tư liệu chúng ta gửi đi. Tuy nhiên là cái tính cá nhân hóa thì nó sẽ không thể là hoàn chỉnh 100% được, bởi vì chúng ta đang phục vụ cho một cộng đồng lớn đúng không ạ? Một cộng đồng chung của tất cả các anh chị đối tác của chúng ta. Bây giờ Fujina có lẽ khoảng tầm gần 4.000 các anh chị đối tác chúng ta đang kinh doanh rồi. Khoảng tầm 4.000 các anh chị đối tác. Thế cho nên là cái việc cá nhân hóa nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và trong những cái chương trình như thế này thì các anh chị sẽ thấy một điều rằng là nhà Fujina mời đến với chúng ta chuyên gia đúng không ạ? Mời chị Huỳnh Anh là một trong những người gọi là phụ nữ vượt khó đi lên, nghị lực vô cùng, là một trong những marketing kỳ cựu đúng không ạ, một chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số marketing rất là kỳ cựu, và chị đến đây chị chia sẻ với các anh chị từ cái việc là các anh chị bán hàng trên sàn thương mại điện tử như thế nào trong một cái chuỗi 3 buổi vừa rồi, đến một cái buổi mà liên quan đến việc chúng ta xây dựng thương hiệu cá nhân đúng không ạ, và đến bây giờ các anh chị sẽ tiếp tục có một buổi
liên quan đến việc là chúng ta sử dụng công nghệ AI đúng không ạ? AI để chúng ta tạo video, chúng ta tạo hình ảnh, chúng ta tạo bài viết. Bây giờ một cái video nó rất là hấp dẫn thì nó sẽ nhanh chuyển đổi được với khách hàng hơn. Các anh chị cũng thấy rằng là chúng ta bây giờ đang là thời đại của video, chúng ta có video ngắn trên TikTok, video dài trên YouTube, có Reel này, có tất cả các cái nội dung khác mà người ta sử dụng video. Người ta thích xem video, người ta thích xem, thích nghe hơn là người ta phải đọc đúng không ạ? Thế nên là các anh chị ơi, buổi học ngày hôm nay là một trong những cái buổi mà nhóm Fujina cùng với chị Huỳnh Anh đầu tư rất là nhiều công sức, đầu tư rất là nhiều tâm huyết, đặc biệt là chuyên gia của chúng ta đúng không ạ? Chị Huỳnh Anh đã dành ra rất nhiều thời gian để có thể là hướng dẫn các anh chị. Cái thời lượng của ngày hôm nay ấy, có lẽ các anh chị hình dung là chúng ta gói ghém lại làm sao cho trong vòng khoảng 1 tiếng thôi. Các anh chị không hấp thu quá nhiều bởi vì sợ là nhiều quá thì các anh chị sẽ bị rối. Nên là cũng trước khi mà triển khai thì cũng có trao đổi với chị Huỳnh Anh là chị ơi làm như thế nào cái phần AI này ấy, thì để mình gói gọn lại trong khoảng 1 tiếng để các anh chị chúng ta có thể là nghiên cứu, là chúng ta thực hành theo, hoặc là chúng ta chưa hiểu rõ thì chúng ta cũng dành ra 1 tiếng để ngày mai chúng ta làm lại đúng không ạ? Còn nếu như dài quá thì em sẽ sợ là các anh chị chúng ta sẽ khá là khó khăn trong cái việc mà chúng ta tiếp nhận nhiều thông tin đúng không ạ? Vậy thì với những thời lượng như thế này và với chương trình là chúng ta sử dụng công nghệ AI để các anh chị thấy rằng là khi mà chị Huỳnh Anh giảng thì thực sự là đến đâu thì em có thể nắm bắt được một phần nào đó, tuy nhiên là cũng sẽ có những phần là chúng ta đôi khi thiếu thiết bị chẳng hạn này, hoặc là đôi khi chúng ta sẽ vấp váp ở đâu đó thì chúng ta sẽ cố gắng thực hành lại được không ạ? Chúng ta sẽ có bản record của buổi này và chúng ta sẽ thực hành lại được không ạ? Và trong buổi ngày hôm nay thì rất là trân quý tình cảm của các anh chị đúng không ạ? Nhà các anh chị của chúng ta cực kỳ ham học luôn, cực kỳ là dành thời gian, quá là nhiều thời gian để chúng ta đầu tư cho cái việc là cập nhật công nghệ mới đúng không ạ? Rất là đáng yêu đúng không ạ? Dạ, hôm nay các anh chị ơi, nếu như anh chị nào mà chúng ta còn chưa vào nhóm content được không ạ? Các anh chị chưa vào nhóm content thì các anh chị hãy vào giúp em. Hiện tại bây giờ bạn Minh Trang của Fujina đang gửi những cái đường link nhóm vào trong khung chat của chúng ta rồi. Các anh chị hãy tham gia vào giúp em được không ạ? Tham gia vào giúp em để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nhanh nhất được không ạ? Ngày 18 tháng 8 vừa rồi chúng ta đã triển khai những chương trình Vu Lan rất là tuyệt vời và được sự hưởng ứng của các anh chị. Vậy thì các anh chị ơi, chúng ta khi mà sử dụng cái công nghệ AI này, các anh chị tạo video trong không đầy 1 phút luôn thì chúng ta sẽ có rất rất là nhiều cái video, rất là nhiều cái video được cá nhân hóa của mỗi chúng ta, sẽ rất là tuyệt vời đấy các anh chị ạ. Dạ, em thấy chị Hồng Vân có chia sẻ rằng là lát nữa cho chị xin số điện thoại. Dạ vâng ạ, chị Hồng Vân ơi. Em có ở trong các cái nhóm Zalo của nhà Fujina thì chị tham gia vào nhóm Zalo của Fujina, sau đó chị tắt tên em là Nguyễn Hoa vào đấy được không ạ? Bởi vì ở trên này thì số điện thoại em gửi ở trên này tí nữa đóng rung mà là nó sẽ bay mất, thì có gì là chị tắt tên em ở trong nhóm của nhà Fujina được không ạ? Trong một số nhóm thì em đều có ở trong đấy. Dạ vâng ạ, em có ở trong nhóm đấy ạ. Thì các anh chị ơi, chúng ta sẽ dành ra một buổi tối ngày hôm nay là chúng ta sẽ có lịch là 2 buổi 1 tuần các anh chị nhé. Riêng lịch đào tạo của nhóm Fujina chúng ta sẽ có 2 buổi 1 tuần. Thứ nhất là chúng ta sẽ có buổi tối thứ ba là chúng ta sẽ gặp chị Huỳnh Anh cùng với em Hoa để chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những cái cách làm, những cái công cụ mới nhất mà các anh chị chúng ta sẽ cập nhật trong cái quá trình chúng ta bán online cũng như offline được không ạ? Và những cái công nghệ mới như thế này, là công nghệ marketing mới như thế này thì chị Huỳnh Anh sẽ là người sẽ chia sẻ cùng chúng ta được không ạ? Và buổi thứ sáu hàng tuần thì sẽ là em Hoa cùng kết hợp cùng với cả mentor Kim Dung sẽ cùng lên các cái chương trình. Thứ nhất là lên các chương trình là sẽ đi lại sơ lược về sản phẩm cho các anh chị, để các anh chị mới chúng ta tham gia cùng với nhà Fujina, chúng ta chưa có cái dịp chúng ta học các cái dòng sản phẩm của nhà Fujina thì các anh chị tham gia vào một buổi thôi, các cái chương trình sẽ được đảo đi đảo lại liên tục để chúng ta có thể là nắm bắt được từng buổi một, từng sản phẩm một được không ạ? Và cái quan trọng nhất là trong mỗi buổi thì nhà Fujina sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách thực chiến để chúng ta bán hàng. Đồng thời đó thì chúng ta sẽ có các cái lịch live stream vào buổi 10 giờ thứ ba và 10 giờ thứ bảy hàng tuần. Chúng ta sẽ có 2 lịch live stream ở trên Robimon, và có một buổi tối là tối thứ bảy thì chúng ta cũng sẽ có lịch được tọa đàm cùng bác sĩ. Vậy thì buổi tối thứ bảy chúng ta sẽ có lịch Zoom tọa đàm của bác sĩ, các anh chị chúng ta hãy nhanh tay chia sẻ cùng với các khách hàng của chúng ta, cùng đồng đội của chúng ta những trường hợp mà chúng ta đang gặp vấn đề, mà chúng ta đang thiếu cái sự gọi là hỗ trợ từ đội ngũ chuyên môn, thì các anh chị hãy tham gia vào buổi Zoom vào tối thứ bảy. Chúng ta sẽ có rất rất là nhiều cái dịp để chúng ta giao lưu cũng như là chia sẻ cùng bác sĩ, bởi vì bác sĩ Hoàng Đình Thưởng đang là một trong những bác sĩ chuyên khoa rất là lâu năm của Sở Y tế Lai Châu, bác sẽ hỗ trợ chúng ta được không ạ?
Thế nên là các anh chị ơi cùng đồng hành cùng với Fusina chúng ta không cần phải dành ra quá nhiều thời gian, và một tuần chúng ta cũng chỉ cần dành ra với nhà Fusina bên em chỉ một vài giờ thôi đúng không ạ? Để chúng ta đồng hành cùng nhau và phát triển cùng nhau. Thì hy vọng là trong các cái chương trình sắp tới của nhà Fusina thì sẽ tiếp tục đón nhận được sự đồng hành của các anh chị và có những cái phòng Zoom 100 độ như ngày hôm nay đúng không ạ? Và trước khi kết thúc chương trình thì em Hoa cũng xin được gửi lời cảm ơn tới chị Huỳnh Anh, gửi lời cảm ơn tới tất cả các anh chị đã cùng ở lại cùng với Fujina đến giờ phút bây giờ được không ạ? Trước khi chào tạm biệt các anh chị thì chúng ta hãy cùng thả bông thả tim cùng chào nhau được không ạ? Cùng cảm ơn chị Huỳnh Anh và cùng chào tất cả các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta và cùng chúc các anh chị ngủ ngon được không ạ? Các anh chị ơi, nếu chúng ta tiện bật mic thì các anh chị cứ bật mic lên giúp em nhé. Xin chào các anh chị và xin chúc các anh chị có một buổi tối bên gia đình thật là ấm áp. Chúng ta sẽ ngủ ngon và ngày mai sẽ có tràn đầy năng lượng để đi làm được không ạ? Ngày mai chúng ta lại phải báo đơn các anh chị nhá, bắt đầu 10 ngày cuối tháng rồi đấy ạ. Xin được gửi lời cảm ơn các anh chị. Em cảm ơn thả bông thả tim của các anh chị rất là nhiều. Em xin chào các anh chị.